Xin chào, chúng ta sẽ cùng tạo mái ngói Revit bằng cách ứng dụng Family Adaptive. Đầu tiên là mình sẽ load Family vào. Rồi, máy. Mình sẽ load những cái Family mình tạo trước vào đây. Rồi, tiếp theo đó là mình vào Component. Ở đây là mình có một cái lưu ý nhỏ là khi mới bắt đầu, nếu các bạn lấy cái mái ngói này các bạn vẽ liền là mái sẽ đứng. Vậy các bạn hãy dùng cái adaptive rỗng này. Adaptive mình đã tạo sẵn là tên là bốn đỉnh cơ bản này. Rồi, nó sẽ rất là nhẹ. Các bạn chỉ cần làm đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì mình có hai chế độ ha, place on face hoặc là place on workland. Thì ở đây thì mình place on face cũng được, nó sẽ tự bắt mặt phẳng cho mình. Mình sẽ bắt theo thứ tự của người tạo làm ra. Đầu tiên là điểm dưới, bên trái, bên phải, tới hai điểm trên. Ok, bạn khi mà bạn bắt vào rồi và nó hiện lên cái nét màu xám xám như vậy nè, ở cái family tên như thế này và nó rất là nhẹ thì coi như bạn đã thành công, và bạn chỉ việc đơn giản là bạn đổi sang cái mẫu mái ngói là bạn ra đó. Còn nếu như bạn nào vào mà bạn thấy nó bị xéo là bạn sai mặt phẳng, sai thứ tự bắt điểm này hoặc là sai cái mặt ban đầu. Ở đây thì riêng cái family này nè, do cái file cái family ở trong con của nó đó là một cái family mask, cho nên bạn phải mở bảng VG lên và bạn chọn cái mục mask này, bạn đánh dấu tích vào thì nó mới hiện, chỉ vậy thôi. Đó, bạn có thể đổi sang bất cứ cái mẫu nào các bạn muốn, chẳng hạn như máy tôn cũng vậy. Đây đó, rồi bây giờ mình thử bên này nha. Bên này thì cũng là một cái dạng máy đơn giản thôi, và chúng ta cũng bắt đầu bởi cái Family Adaptive bốn đỉnh cơ bản này, chứ bạn lấy cái khác là chia tay đó. 1 2 3 4. Rồi, đó, nó hiện lên cái màu xám xám này, đảm bảo bạn làm đúng. Ở đây thì mình sẽ đổi, nhưng mà mình tạm thời mình bấm HH để mình ẩn đi, để mình làm tiếp với phần này. Nãy giờ mình bốn đỉnh như vậy, cái này có ba đỉnh. Rồi, mình cũng bắt hai đỉnh dưới như như bình thường. Tuy nhiên, ở trên này các bạn đừng bắt ngay lập tức ngay ngay phía trên, mà các bạn cách cái phía trên một chút xíu thôi. Đó. Hình như là mình hơi sát quá, để mình làm lại. Cách một tí nha. Nhưng mà đừng có nhỏ quá. 1 ha. 2. Đó, các bạn thấy cái mặt phẳng nó hiện lên chưa? 3. Ok. 4. Đó, là mình đã ra. Ok, rồi bây giờ mình đổi thử nha. Rồi mình đã bắt sai do cái điểm cuối cùng nè, nó không có ngay mặt. Để mình bắt lại một lần nữa cho các bạn coi. 1. Mình bấm tab để cái mặt nó bắt đúng nè. Đó. Ba. Bốn. Đó, rồi cái này là chắc chắn đúng nè các bạn. Nó hiện lên cái màu xám xám như vậy nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chọn cả hai cái đối tượng mình đã có và mình đổi sang cái dạng máy của mình muốn. Ok, mình đợi nó load. Đó, nó rất là nhẹ. Vô cùng nhẹ luôn. Bây giờ mình tạm thời mình bấm hai chữ H mình ẩn cái này. Mình sẽ vào Component để mình tạo cái ngói ở ngay chỗ cái ranh này. Rồi mình lần này thì mình sẽ chọn adaptive hai đỉnh cơ bản và mình bắt điểm dưới và điểm trên cũng tương tự như vậy, một điểm, nhưng mà điểm trên đừng có bắt ngay chốc ở phía trên nha mấy bạn, các bạn sẽ bắt gần thôi. Nếu bắt sai cái này nó sẽ nằm xéo xẹo à. Rồi đổi sang, rồi vậy thôi, rất là đơn giản và rất là nhẹ. Nếu như bạn nào mà mới vào
Nhắc lại là các bạn cầm ngay cái máy ngói này, các bạn làm mà đứng máy ngay lập tức. Tương tự như vậy, cái đường ở trên này cũng thế thôi. Bây giờ mình thử mình đổi sang máy tôn hay bất cứ loại máy nào đều rất là dễ dàng đó. Thôi mình cần Ctrl Z này đi, nhìn máy tôn mà cái sóng lại là máy ngói thì nó kỳ. Bây giờ tới cái máy bên này, cái máy bên này thì bạn mở bảng VG lên rồi mình chọn cái mục chữ line, ở đây nó chọn sẵn rồi, thì mình sẽ vẽ một cái đường. Ở đây mình có thể tạo ra một cái đường line mới, nó màu xám xám, nó hơi mờ mờ nha. Rồi mình set len đó, cái mặt này đi, show anh đúng rồi. Rồi mình sẽ vẽ một cái đường như thế này, thêm một đường nữa như thế này. Rồi các bạn thấy đó, mình đã tạo ở đây một cái hình bình hành ha, một tứ giác, đây cũng tứ giác. Sau đó thì mình cũng lại chọn cái adaptive 4 đỉnh cơ bản, và cũng như cũ mình sẽ bắt theo thứ tự, bấm tab để chọn cho đúng mặt phẳng nha. Rồi ở đây ok rồi đó, nó hiện lên cái màu xám xám như thế này là đúng đó. Rồi mình đổi sang cái dạng máy ngói của mình, nếu như mà nó có dư một tí như thế này thì chọn nó ẩn đi thế thôi, không thì mình sẽ chọn cái mẫu khác. Nếu như các bạn muốn đổi cái vật liệu cho những cái này thì các bạn vào Edit File và các bạn chọn cái máy ngói này nè, các bạn bấm vào đây rồi các bạn chọn cái vật liệu khác. Ví dụ ở đây mình muốn đổi cái màu cam này thành cái màu xám đi thì ok đó, mình đợi nó thay đổi một tí là nó sẽ ra đó. Cái này do nó cũng cùng cái vật liệu máy ngói cho nên như thế. Trong trường hợp như cái family chúng ta tạo mà nó không có cái tham biến nằm ở đây là do người tạo chưa có tạo, thì chúng ta sẽ vào edit family. Đừng để mình sẵn mình coi luôn cái family này, đây là một cái family generic model adaptive và nó cũng có 4 điểm như thế thôi, và nó tạo một cái khối mask. Còn tiếp theo cái này là những cái button base đó, các bạn thấy vậy là các bạn chỉ việc chọn vào đây và các bạn sửa vật liệu thôi. Còn nếu như ở đây mà nó chưa có tham biến nữa, các bạn tiếp tục edit family vào sâu bên trong nữa để các bạn coi đó, chưa cho chỉnh nữa, tiếp tục edit nữa cho đến khi nó chỉ còn cái khối ban đầu như thế này. Điều này cũng gợi ý cho các bạn rằng nếu như các bạn muốn bỏ cái gân này đi chẳng hạn, các bạn chỉ việc chọn cái này là bỏ tiết ở visible, hoặc là bạn muốn đổi một cái mẫu mối khăn mẫu ngói khác thì các bạn cũng chỉ việc là vào đúng cái family này và các bạn vẽ một cái mẫu ngói khác rồi lưu lại với tên khác đưa vào, vậy là xong. Như vậy là mình đã trình bày xong cái cách tạo máy ngói đơn giản, máy tôn máy ngói đơn giản. Tuy nhiên đối với những cái dạng máy như thế này đây thì các bạn mà chia ra như như vậy từng đoạn như vậy thì đôi khi một số bạn sẽ không thích, thì chúng ta sẽ thử một cái cách khác rất đơn giản thôi. Ví dụ nè, mình chọn cái này, mình tách cái family này ra, đây là một cái family curtain panel button space bình thường. Rồi mình load nó trực tiếp vào cái file của mình luôn, nó nằm đây. Và ở đây mình nghiên cứu cái nha, cái này nó được chia theo dạng BTO, minimum spacing minimum 450 250. Rồi mình sẽ lấy cái thông số này, bây giờ giả sử mình muốn áp vào đây nha, đầu tiên là mình sẽ chọn masking size. Bây giờ mình sẽ tạo ngói luôn chứ không cần qua adaptive nữa, tạo trực tiếp bằng button bay luôn. Rồi set quật lên cái mặt này ok đó, mình đang chọn cái mặt này nè. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái bề mặt masking ngay tại đây, đơn giản thôi. Mình sẽ chọn chế độ Reference Line và Draw on Work Line để chắc chắn là nó không có sai chạy đâu hết. Rồi các bạn chỉ việc đồ những cái cạnh này lại thôi. Đó. Nè, mình bấm HI cho các bạn dễ nhìn nè. Đây. Do
Những cái này mình tạo bằng đường reference line. Cho nên khi mà mình bấm vô Create Form, Solid Form, nó sẽ cho mình chọn cái dạng là bề mặt, bấm tích chọn. Ok. Như vậy là mình đã tạo được một cái bề mặt masking. Tiếp theo là mình sẽ divide surface nó. Và hồi nãy á, là mình sẽ nhớ ở đây là minimum spacing và ở đây là 405. Ở đây á, cũng là minimum spacing 250. Và mình sẽ chọn cái dạng ngói của mình là nó nằm ở đây thì phải. Bấm ok là nó ra đó, nó đang lật xuống thì mình lật lên component mirror clip. À bây giờ nó đang bị sai cái hướng nè, ngói như vậy là hướng nước thôi, thì mình sẽ đổi nó lại bằng một cách rất đơn giản, all grid rotation 180 chẳng hạn, nó quay ngược lại. Ok đó, như vậy với cách này là nó nhanh hơn bên này rất là nhiều đó. Và bạn chỉ việc đơn giản là bạn 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 tách cái family này ra nè, thay vì bạn load cái curtain panel button này nè vào trong một cái family generic model adaptive như family này, thì bạn chỉ việc đơn giản là đưa trực tiếp vào và bạn tự tạo một cái masking của riêng mình. Tương tự như vậy với bên này cũng thế, bạn cũng vẽ cái đường biên và bạn tạo ra một cái surface. Bây giờ trong một cái trường hợp phức tạp hơn, giả sử cái ngói này nè nó có cái xeno âm hoặc là nó đục một cái lỗ ở đây, thì lúc đó bắt buộc bạn phải tạo hai ba lần masking riêng lẻ đó. Cái này là mình gợi ý thôi, đơn giản như vậy thôi. Nếu như các bạn muốn thay đổi vật liệu thì hình như hồi nãy, còn nếu như các bạn muốn thay đổi cái dạng ngói khác thì các bạn chỉ việc là vào đây Edit Family và tự vẽ cái mẫu ngói khác. Ở trên mạng cũng có một số người, đặc biệt là có một chị ở trên group Revit.vn đó, là người ở Brazil, nó có chia sẻ những cái family mái ngói cũng khá hay, các bạn có thể lên download về để đưa vào sử dụng. Cảm ơn các bạn.